Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một món ăn ngon nữa. Món ăn này cũng rất là đơn giản và dễ thực hiện, đó là món chả ốc. Và để thực hiện món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 200g ốc bươu. Thì về ốc bươu thì các bạn có thể là tìm mua ở siêu thị á. Thì ở siêu thị thì người ta thường có bán ốc làm sẵn như thế này. Và sau khi mua về thì các bạn sẽ rửa thật là sạch với nước muối, cũng như là các bạn sẽ loại bỏ đi cái phần đuôi, các bạn chỉ lấy lại cái phần đầu ốc bươu như thế này thôi, là 200g. Nếu mà các bạn mà có thể tìm mua được ốc còn nguyên vỏ thì về nhà các bạn sẽ luộc lên, và các bạn cũng sẽ lẫy ra và các bạn lấy cái phần đầu ốc bươu như thế này. Tiếp theo nữa đó là giò sống. Ở đây là giò sống là 350g. Thì các bạn cũng có thể tìm mua ở siêu thị ha, hoặc là ở các chợ, ở các cái sạp mà người ta bán thịt heo cũng có nữa đó các bạn. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là vài lát gừng, các bạn cắt mỏng như thế này. Còn đây là một nhánh sả, các bạn đập dập và các bạn sẽ cắt khúc ra được như thế này. Còn đây là một ít gừng sau khi mình đã sắc sợi ha. Rồi, một nhánh sả băm nhuyễn. Ở đây là vài lá chanh, cũng như là tỏi băm. Và đây là ớt sừng băm nhuyễn, mình bỏ hạt đi. Ớt sừng này thì nó không cay, nếu như các bạn ăn cay được thì các bạn có thể là thay thế bằng ớt hiểm cũng được. Cuối cùng sẽ là các gia vị nêm nếm cần thiết khác, đó là đường, bột ngọt, bột canh và tiêu xay. Bột canh thì các bạn có thể là tìm mua ở các sạp người ta bán đường, đậu đó. Thì các bạn có thể tìm mua ở đó, hoặc là các bạn có thể vào siêu thị cũng có luôn nha. Về bột ngọt, nếu như mà bạn nào mà không thích ăn hoặc là các bạn bị dị ứng với bột ngọt á, thì các bạn có thể thay thế bằng hạt nêm cũng được luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món chả ốc này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một nồi nước như thế này. Đối với ốc bươu, tuy là chúng ta mua loại ốc bươu ở siêu thị người ta đã loại bỏ cái phần vỏ rồi, tuy nhiên thì để khử cái mùi hôi của ốc bươu cũng như là những cái chất mà cặn bẩn ở trong ốc thì chúng ta cũng cần phải luộc sơ qua nước sôi. Các bạn sẽ cho vào nước là một muỗng cà phê muối, các bạn cho luôn gừng sau khi mình đã sắc lát như thế này, và một cây sả mình đập dập cắt khúc ha. Sau khi nước đã bắt đầu sôi thì các bạn sẽ cho ốc vào, chúng ta luộc trong khoảng thời gian là 3 phút. Chúng ta không có luộc quá kỹ ha. Sau 3 phút thì chúng ta sẽ vớt ra và chúng ta sẽ rửa sạch lại với nước. Các bạn sẽ để ở mức lửa lớn. Rồi, như vậy là sau 3 phút các bạn luộc ốc trong nước sôi như thế này thì bây giờ các bạn sẽ đi rửa sạch lại với nước để loại bỏ hết những cái phần bọt dơ ở trong ốc như thế này. Ốc sau khi các bạn đã rửa sạch lại với nước thì bây giờ các bạn có thể là dùng dao hoặc là dùng kéo để các bạn cắt nhỏ cái phần ốc ra như thế này. Càng nhỏ càng tốt nha các bạn. Bước tiếp theo chúng ta sẽ trộn các nguyên liệu lại với nhau, cũng như là nêm nếm gia vị ha. Thì các bạn sẽ cho giò sống vào một cái tô như thế này, sau đó các bạn cũng sẽ cho ốc sau khi mình đã cắt nhỏ vào luôn. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ cho một cây sả băm nhuyễn vào. Tùy theo sở thích cũng như là khẩu vị ăn của gia đình các bạn mà các bạn có thể là tăng hoặc là giảm liều lượng sả, gừng và nêm nếm làm sao cho phù hợp với gia đình các bạn nha. Rồi, các bạn sẽ cho gừng sắc sợi vào luôn. Cho cả tỏi băm, ớt băm và đây là lá chanh các bạn sắc sợi. Chúng ta cho tất cả vào. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê bột canh. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Cũng như một ít tiêu xay. Rồi, bây giờ các bạn sẽ dùng muỗng hoặc là mang bao tay vào và các bạn sẽ trộn đều hết cái phần giò sống
và ốc này chúng ta trộn đều lên. Rồi sau khi chúng ta đã trộn đều hết cái phần ốc này ha, chả của chúng ta đã trộn xong rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ bắt lên bếp một chảo dầu để chúng ta đi chiên chả. Bây giờ các bạn sẽ tạo những cái miếng chả vừa ăn ha, để chúng ta đi chiên. Sau khi dầu đã bắt đầu nóng lên thì các bạn sẽ chỉnh về cái mức lửa nhỏ vừa. Đối với món này thì các bạn nên chiên ở mức lửa nhỏ vừa, không nên chiên ở mức lửa lớn quá, để giúp cho chả của mình nó có thể là chín được từ bên trong ha. Rồi. Thơm lắm luôn á các bạn ơi. Trong quá trình chiên thì các bạn nhớ là mình sẽ canh chừng và mình sẽ chở chả nha. Đối với món chả ốc này thì các bạn có thể là ăn kèm với bún, các loại rau sống cũng rất là ngon nha. Lúc này chả của mình đã vàng thì các bạn sẽ gấp ra ngoài một cái rây hoặc là giấy thấm dầu như thế này, để cho nó lượt với cái lượng dầu nha. Rất là thơm luôn đó các bạn. Không chỉ ăn với bún mà cũng có thể là ăn với cơm trắng cũng rất là ngon, cũng rất là phù hợp nha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món chả ốc rồi đó các bạn. Món chả ốc này thì các bạn sẽ ăn kèm với các loại rau sống cũng như là với nước chấm chua ngọt ha. Thì chả ốc với vị ngọt của giò, hương thơm của lá chanh và vị dai giòn sừng sực của ốc, mình nghĩ là nó sẽ mang đến cho gia đình các bạn một bữa cơm thật là ngon miệng. Các bạn cũng có thể là thực hiện món ăn này dành cho ông xã của mình Nhâm Nhi vào dịp cuối tuần cùng với bạn bè cũng rất là phù hợp nha. Rồi một lần nữa mình chúc cho các bạn sẽ thành công với món ăn này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn tiếp theo. Bye bye!